new nè, thấy không? Nó mình đang hàng chữ new 2 nè, 2. Tám nè, quá rực rỡ lắm em. Giá giảm 500 ngàn, cái hàng nhớ đăng ký kênh nha. Bên trong mình review chi tiết về nó nè. Đó, new 288. Nhớ nha quý hàng nha, đăng ký kênh. Bữa nay thứ hai ngày nghỉ, mình hút xác con máy này. Đã quá rồi, cắt lạch mà. Trời ơi là trời, cắt 12 ly thẳng bằng bắc, đẹp miên man. Thấy đã không? Đâu phải là mình lên đây mình nói nổ đâu đó mọi người. Mình gõ nhẹ xỉ ra nha. Xỉ nè, gõ nhẹ nhàng ra, nhẹ nhàng rồi. Đẹp long lanh. Các bạn thấy đường cắt thẳng bằng bắc không? Đó. Rồi bên này cũng vậy, cũng thẳng bằng bắc thôi nè. Vỗ nhẹ nhàng ra cái mặt cắt bên này. Nó ít bị da nhiệt đó các bạn thấy không? Mình vừa cắt rớt cái đùng mình cầm tay đâu có nóng gì đâu. Rồi gõ nhẹ ra. 12 ly thẳng băng bắc đây, mấy thằng thấy không? Hai thằng nè, mới cắt ra thức thì nè, thấy không? Ghép trở lại nè, không gian dối mập mờ gì đâu. Quý khách hàng đang theo dõi new 288, ngày hôm nay ngày thứ hai rất là rực rỡ lòng em. Từ 7,5 triệu mình đã giảm xuống 500 ngàn. Còn nếu mà không lấy xuống hàng lít tích á, và không lấy đồng hồ rong, giảm thêm 200 nữa, còn lại 6,8 triệu. Thì đây là những dòng máy đáng để khách hàng đầu tư trong cái giai đoạn nền kinh tế suy trầm như thế này. Hôm nay thứ hai cũng là ngày nghỉ lễ, mình làm video này để coi ai mà tận dụng cái cơ hội mình đang sale rất là rực rỡ lòng em. Từ 7,5 triệu giảm 500 ngàn, còn 7 triệu, còn tặng thêm cái đồng hồ ạt gông trị giá 200 ngàn này để xài tích quẹt. Nhưng mà có cái khuyến mãi này thêm cho nó rực rỡ lòng em nè, nếu không lấy bộ súng tích quẹt này với cái đồng hồ trả lại hết cho mình luôn nha, là giảm thêm 200 ngàn nữa. Có nghĩa là nguyên cái bộ máy này bây giờ chỉ còn có 6,8 triệu với những cái phụ kiện mới vừa liệt kê đây nè. Súng mít, súng lách ma, đồng hồ điều áp, kìm hàng que, kẹp mát đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta muốn luôn có hàng tích này và có luôn đồng hồ hoạt gông thì giá chỉ có 7,000,000 đồng. Bởi vì từ 7,5 triệu trước đây là không có cho đồng hồ hoạt gông mà cũng không có giảm gì luôn. Bây giờ lại chơi quá rực rỡ lòng em là gì? Là giảm 500 rồi cho luôn cái đồng hồ hoạt gông nữa. Còn bây giờ có nhiều người không cần nhu cầu tích quẹt với đồng hồ hoạt gông, thôi giảm tiếp 200 nữa, còn 6,8 triệu là ra bộ vậy, còn 7,000,000 sẽ là ra như vậy. Chào mừng quý khách hàng quay lại kênh máy hàng Em Quyền nha. Hôm nay ngày thứ hai đó, hôm nay là ai cũng nghỉ ngơi hết, thì lên cái video này để báo với mọi người rằng là con new 288L này thì số lượng còn rất ít, cho nên mình mở luôn cái chương trình để thứ hai mình coi được cái, thì tới thứ năm đi làm lại. Rồi quý khách hàng đặt hàng cái mình gửi luôn cho nó kịp, chứ là nghỉ lễ dài giao hàng tiết kiệm việc theo gì nó nghỉ hết trơn à. Thì dòng máy này là quá xịn hào đi, máy nó có những cái tính năng cơ bản nè quý khách hàng nè ha. Hôm nay mình review máy này cho nó lẹ. Đây, cắt lách ma, hàng que, hàng liptic, hàng mít có khí CO2 bảo vệ, hàng mít chức năng hàng nhôm, hàng mít không dùng khí. Nhảy qua đây cái vô lách ma. Nó máy này rất thiết kế rất là đẹp, nó nhìn cái tướng nó là quá đẹp rồi. Đó, thì hôm nay thứ hai ngày nghỉ lễ, mọi người có rất nhiều chọn lựa, nhưng mà có thể là chọn lựa kênh máy hàng Em Quyền bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thẻ chuông để mua được những dòng máy tư vấn nhiệt tình, chất lượng nha quý thầy nha, từ loại rẻ gia đình cho đến loại công nghiệp đều có hết. Thì dòng new 288L này thì nó quá huyền thoại rồi, mình về cũng dài 3 tháng nay thì số lượng về 200 máy, bây giờ còn tồn kho khoảng 10 cho đến 15 cái nữa là sẽ hết. Cho nên mình mấy ngày lễ này mình làm cái chương trình khuyến mãi luôn nha quý thầy nha. Với cái giá là 7,500,000 và phụ kiện nó đầy đủ bên trong nè, nhiều dữ dằn lắm. Rồi mình sẽ lấy lần lượt từng món ra. Đầu tiên nãy mình có lấy ra rồi nè, 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát, cáp 16 ly vuông mặt đồng nè.
thấy rõ rồi ha. Tiếp tục súng cắt lát ma nè, BT-31 nè, xịn hào nè, đây là cho chức năng lát ma nè. Rồi tiếp tục, rồi một cái đồng hồ điều áp cho lát ma nè, 7,5 triệu á, nó bao gồm nhiều lắm, nó quá trời trong này nè. Rồi chức năng hàng tích lip tích thì nó lại có cái súng lip tích nè đó. Rồi tiếp tục chức năng hàng mít thì nó lại có một cái súng hàng mít nằm đây, mít đây 7,5 triệu, nó sẽ có những món đồ đó. Mít thì lại cho một cái đôi bao tay da nè, một cái hũ sáp nè đó, các bạn thấy không, một cái ống dẫn khí cho mít nè. Rồi tiếp theo đó có một cái ống dẫn khí cho lát ma nè, để mình kết nối vô cái đồng hồ điều áp nè đó. Tại sao mình làm kỹ cái này, tại vì nhiều người nói là nếu mà mình không làm thì nhiều khi nói là lễ cũng buồn và không mua được máy giá rẻ giá sale. Thì đối với lát ma á, thì mình sẽ có cho 10 bộ bét cắt lát ma nè, 5 cái sứ nè, thấy không, PT-31. Rồi đối với mít á thì cũng có cho nè, 5 cái bét hàng, 2 cái chụp khí đối với mít đó. Đối với lát ma thì nó cũng có cái điều áp nè, nãy nó cũng có nói rồi và nói lại lần nữa. Rồi xong, đối với hàng tích quẹt có tặng luôn cái đồng hồ ạt gông luôn, đây là chương trình khuyến mãi quá rực rỡ lòng em, tặng thêm cái đồng hồ ạt gông để mình xài tích quẹt. Rồi nếu mà mình đang giảm giá 500.000 kéo dài đến hết lễ hoặc cho đến khi hết máy này luôn, máy này thì còn có từ 10 đến 15 cái rồi đó, trước khi nghỉ lễ mình quên thống kê kho, mà trước lễ một tuần mình thống kê kho là còn 15 máy, nhưng mà không biết trong trước khi nghỉ lễ không biết trong bán được bao nhiêu thì mình chưa có thống kê hết các bạn ha. Thì rồi xong, không nói dài dòng dài, vô thử đầu tiên tính năng cắt lát ma liền nha quý thằng nha. Sử dụng cái đồng hồ điều áp này di chuyển vô con máy này, ở sau đít máy nó sẽ có hai ngõ vô, ngõ này cho đường cắt lát ma nè, cắm vô cắt lát ma, cắm đường khí này vô, máy nén khí của công ty mình gắn vô nè. Rồi áp nó đã lên nè, đây mình chỉnh áp nè, tăng lên giảm xuống nè đó, tăng lên nè. Quá rực rỡ lòng em. Rồi xong, bây giờ mình sẽ lên phía trước gắn súng và mình đi cắt thôi nha các bạn ha. Thì máy này review cũng nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay lễ buồn quá không biết làm gì, thôi ra công ty làm cho mọi người có cái tối coi cho nó đỡ buồn. Rồi kìm hàng kẹp mát thì là cho chức năng hàng que, thì mình cũng để ngay đây đi đó, que nè, mít nè, que mít nè, thấy không, lát ma, đây là tính năng xịn hào của que mít lát ma new 288L đó các bạn, thấy không, đầy đủ tính năng của nó. Rồi bây giờ mình vô mình cắt lát ma nha. Lát ma thì mới gắn điều áp rồi, giờ gắn súng vô, gắn súng rẹt. Xong rồi, dỡ nắp này lên cho nó đẹp trai long lanh ha. Rồi mình sẽ gắn dây điều khiển kế bên cái súng nè, gắn nhẹ nhàng cái dây điều khiển này vô nè, mọi người chú ý nè. Rồi xong, rồi bây giờ cắt lát ma thì mình sẽ gắn cái kẹp mát qua bên dấu cộng nha. Dấu cộng bây giờ sẽ lấy kẹp mát gắn vô dấu cộng, rất đơn giản. Đây kẹp mát này, gắn vô dấu cộng, dấu cộng nằm đây nè quý thầy, coi kỹ nè, mình dõng lên cho dễ coi nè. Rồi gắn vô dấu cộng, rồi xong rồi đó, kẹp mát vô cộng, đây cộng, dấu cộng tuốt dưới nó ghi nè, thấy không. Rồi xong rồi, giờ vô quất cắt lát ma liền cho tất cả mọi người coi nha. Quất cái miếng 12 ly cho nó rực rỡ lòng em gái, chơi liền cái 12 ly này, đưa này ra đây. Rồi mình làm rất là kỹ lưỡng, không có cái gì mà gian dối mập mờ ở đây hết á. Rồi kẹp mát nè, kẹp vô cái miếng này, lấy cái miếng sắt 12 ly này lên, đẩy một đường miên man cho mọi người coi liền, không có gì khó khăn hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt một đường lát ma. Bây giờ mọi người chú ý lên màn hình nha, mình di chuyển qua chức năng lát ma, đèn nó tím nó sáng lên nè. Rồi chỉnh chỗ này, dòng lớn dòng nhỏ của lát ma nè, lớn nhất là 40A. Rồi xong, cắt lát ma, mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Cắt liền, mời tất cả quý hàng theo dõi. Miếng này có độ dày 12 ly nha quý hàng nha. Bốn mươi ampe mà cắt 12 ly quá ngọt ngào quý thằng, thấy không, quá ngon lành.
nhìn cái súng không là thấy cũng đã nữa. New 288L quá rực rỡ lòng em. Quá rồi, cắt lật mà. Trời ơi là trời, cắt 12 ly thẳng bằng bắc, đẹp miên man. À, thấy đã không? Đâu phải là mình lên đây mình nói nổ nổ đâu đó mọi người, mình gõ nhẹ xỉ ra nha. À, xỉ nè, gõ nhẹ nhàng ra, nhẹ nhàng rồi. Đẹp long lanh. À, các bạn thấy đường cắt thẳng bằng bắc không? Đó. Rồi bên này cũng vậy, cũng thẳng bằng bắc thôi nè. Vỗ nhẹ nhàng ra cái mặt cắt bên này nó ít bị da nhiệt đấy, các bạn thấy không? Mình vừa cắt rớt cái đùng mình cầm tay ở đâu có nóng gì đâu. Rồi gõ nhẹ ra. À, đây 12 ly thẳng băng bắt đây, các bạn thấy không? Hai thằng nè mới cắt ra thức thì nè, thấy không? Ghép trở lại nè, không gian dối mập mờ gì đâu, thấy không? Rồi 12 ly miên man xịn hào một đường. 12 ly mà còn làm được thì mấy cái thứ khác thì đơn giản. Chơi qua cái miếng sắc sắc dụng dụng này đi, dơ dơ này ha, cắt sắc sắc xét xét dơ dơ đó, cái chức năng của nó vô làm liền đường cho mọi người coi. 1 2 3 vô. Quá rực rỡ lòng em, các bạn thấy không? Chơi một cái đường này. Này là 10 ly nha các bạn nha. Vô. 1 2 3. Nè các bạn thấy cắt 10 ly không? Cắt là hình ảnh nè. Mình có thể mình thiết kế lát ma là mình thiết kế đủ thứ chuyện đó nè, nó qua. Nó mình làm bông cửa rồi đó, cái này vẽ hình vẽ đồ nó ra nó qua quá ngon lành. Lát ma nó có cái hay của nó là vậy đó, cái này đây là 10 ly rất cái đung đó, là miếng 10 ly cũng rất là đẹp, rất là rực rỡ lòng em, với thằng thấy không? Nhẹ nhàng tình cảm nè, gõ nó ra đó, xỉ rất ít, mọi người làm nguội lại nó lẹ lắm đó. Đó. Cắt lát ma nó tuyệt vời cho đó đó. Rồi miếng này cũng mới rớt cái đùng xuống, kẹp nó lên. Rồi gõ nè. À, gõ nè. Xong. Đây. Quá đẹp. 10 ly, 12 ly cũng chơi qua rồi. Cái này là sắt dơ 8 ly cũng làm qua rồi. Xong. Còn kim loại nhôm thì cũng làm được. Đây để mình làm cho mọi người coi. Kim loại màu nè. Nay mình sẽ cắt qua kim loại màu. Cắt đường cho mọi người coi. Vô. Cắt miếng nhôm này nha các bạn nha. 1 2 3 vô. Rồi, nhôm cũng làm được luôn. Inox thì hiển nhiên cũng phải được luôn, làm phải cho nó kỹ lưỡng. Đây inox, làm luôn cái đường inox miên man này cho tất cả mọi người coi luôn. Mỏng một ly, vô. Đó. Vô. Quá ngon lành. Vô. Rồi xong. Đó là chức năng lát ma, rất là xịn hào của em đó. Rồi bây giờ mình nhẹ nhàng tình cảm, cái mình qua chức năng hàng mít không dùng khí.
Bên trong của cái thằng đang thấy mình lắp một cuộn dây mít không dùng khí nằm trong đây nè. Đây E71T-GS mã của Mỹ, rõ ràng là loại dây nó màu trắng trắng vậy này, gọi là dây không dùng khí. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng mít liền cho tất cả mọi người coi. Súng lát ma mình để đây rồi, cài nó đi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàng nè. Bây giờ nhấn nhẹ nhàng một cái nó nhảy qua que, nhấn nhẹ nhàng cái nó qua lip tích, nhấn nhẹ nhàng cái nó qua mít có khí dùng khí, nhấn nhẹ nhàng qua mặt hàng nhôm, nhấn nhẹ nhàng cái qua là không dùng khí. Và đây là mình sẽ chỉnh cái núm này là ở trạng thái cân bằng, bù bớt vô đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh một núm này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng lại cái miếng 12 ly ban đầu mà mình nãy mình mới vừa cắt rớt cái đùng ra đó quý thằng. Bây giờ mình sẽ lụm lên mình hàng liền. Thì cái kẹp mát của thằng hàng mít không dùng khí thì dĩ nhiên nó cũng đang nằm ở dấu cộng là ổn rồi. Thì bây giờ mình sẽ lụm cái miếng sắt 12 ly nãy mình mới cắt ra nè quý thằng, thấy không? Lụm nó lên nhẹ nhàng tình cảm, bỏ nó lên đây. Ở thằng thấy rất kỹ ha. Rồi mình sẽ lụm cái miếng 12 ly lên và mình sẽ bon lại liền cho tất cả quý thằng coi. Rất là nhanh, gọn lẹ. Đây, nắm thẳng cái súng ra cái. Súng ống là phải thẳng thớm ra ngoài. Nói thằng ha, rồi bây giờ mình sẽ hàng cho mọi người coi. Đó. Rất là rực rỡ lòng em thôi, đơn giản thôi. Rồi mình sẽ lấy cái miếng này, mình sẽ bon. Nè mọi người chú ý nè ha. Mượn cái kẹp mát này mình làm cái kìm đi, cho nó đỡ nóng. Thấy vậy chứ nãy mình cắt cái thằng kia nó rớt xuống, nó bị cũng làm cho mình bị nóng cái tay. Rồi mình bon một cái cho tất cả cái thằng coi nha. Vô. Rất là rực rỡ lòng em. Vô. Bon thêm đoạn giữa này nữa. Mới bon sơ sơ nó chưa có dính chặt. Rồi tiến hành hàng cái đường này liền cho tất cả quý hàng coi liền. Chụp khí ra bỏ đây. Và tiến hành hàng liền cho tất cả quý hàng coi. Không có gian dối mập mờ gì đây hết. Vô hàng liền. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Đó. Mình sẽ lấy cái đường lằn ngoằn nãy mình hàng cho mọi người coi nha. Cái miếng này là miếng, này là miếng 10 ly nè. Lằn ngoằn, thà lằn ngoằn đi mình dễ thấy đường hơn. Cái đường thẳng này là tự nhiên thấy cái nào nó cũng như cái nào, nó không thấy rõ đường. Rồi bây giờ kẹp miếng này vô, bon trở lại, mời tất cả mọi người theo dõi. Rồi mình sẽ bon nha. Vô. Rồi bon vậy đi, hàng đường lằn ngoằn về cho nó dễ thấy đường hơn. Rồi tiến hành hàng lần cho tất cả mọi người coi. Hàng đường lần hoàng thì mình sẽ chia ra từng đoạn mình hàng. Vô. Ngưng lại cái. Đó, tiếp tục. À, cái hình nãy mình cắt nè. Ngưng lại cái. Tối rồi, hết thấy đường rồi, hàng từng đoạn mới được. Nó quá rực rỡ lòng em, xong. Đó là hàng không dùng khí này ha. Chà 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 cái, qua hàng que cái mình hàng đường có dùng khí cho mọi người coi. Cái nữa là khép video rồi, chủ yếu là coi cái giá cả của nó này. Nó cái thằng thấy đường hàng nó trắng bung bóc luôn rồi, thấy không? Mấy cái này thì dễ lắm, mình lấy mấy nhám xếp mình vuốt nhẹ lại ra nó. Cái ưu điểm và nhược điểm của nó là gì? Nó không cần khí rườm rà, nhưng mà nhược điểm nó sẽ có một cái lớp thuốc như ở trên như vậy đó, nó thằng ha. Đó rồi xong. Bây giờ đường nãy mình hàng 12 ly này cũng trà ra cho mọi người coi nè, thấy không? Cũng đẹp long lanh chiều nơi trú nè, thấy không? Nó vậy đó, cũng rất là rực rỡ lòng em nè, thấy không? Rồi xong. Bây giờ còn miếng này mình gắn cái kìm hàng que vô mình chơi luôn, cái mình qua bên này mình cho dây nó ra cái mình hàng có dùng khí cho mọi người coi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái kìm hàng que mình sẽ gắn bên này. Bây giờ mình sẽ cái muốn cái hàng que thì mình sẽ tháo cái kẹp mát ra nha mấy thầy nha. Cái kẹp mát nó đang nằm dấu cộng đó. Bây giờ mình sẽ gắn cái kìm, cái kẹp mát rồi qua dấu trừ, rồi mình gắn cái kìm hàng que này vô dấu cộng nè. Rồi xong. Cái mình lấy một cái đũa 3 đi 2
cái mình hàng một đoạn liền cho tất cả quý hàng coi liền, vô liền quất liền một phát 3 ly 2, thôi 2 ly rưỡi đi, trên bàn này có 2 ly rưỡi, hàng 2 ly rưỡi đi, hàng bon bon 2 ly rưỡi đi, nó đang ha, đây hàng này. Vô bật qua chức năng hàng que, nhấn qua qua lát ma này, nhấn cái qua que này chỉnh dòng lên 135 ampere thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ hàng ở đoạn này đó. À, chọt cái ăn ngay. Đang bị dư lửa. Hàng 2 ly rưỡi để 135 lớn lắm, giảm lại 100 ampere thôi. Vô. Quý khách hàng biết tại sao tới cái đoạn đó nó nhá lửa nhiều, tại nguyên cái đoạn thuốc nó bị bể ra hết trơn, nguyên cái cây đũa khúc này bể thuốc hết cho nên nó phà lửa vậy đó. Đó vậy thôi. Đây, đường hàng của nó này. Khi mà nó bị thức bể thuốc là nó sẽ bị phà vậy đó quý khách hàng. Gõ nhẹ nhàng tình cảm ra ha. Thấy không? Món hàng rất là đẹp, long lanh trường ở thú luôn, quá xịn hào luôn, thấy không? Rồi xong. À, trong lúc nãy mình đang hàng que với hàng không dùng khí, mình có nhờ đứa em nó gắn cái cây súng là vô rồi, thì bây giờ mình sẽ gắn cái kẹp mát. Bên cái máy này mình đang gắn cuộn dây R70S6, là cuộn dây là có dùng khí CO2 bảo vệ, tức là cuộn dây màu đồng đó các bạn thấy không. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái kẹp mát vô dấu trừ. Đây là kẹp mát của nó. Rồi chúng ta cũng nhẹ nhàng trả nó về trạng thái là có dùng khí CO2 bảo vệ nè. Đây. Rồi đưa nó về trạng thái cân bằng của nó. Thế này ha. Rồi chỉnh nút này. Rồi mình hàng miếng sắt. Đầu tiên mình kéo re cái sắt mỏng đi. Mở đường khí ra. Rồi bây giờ mình sẽ hàng thử cái sắt mỏng cho quý thằng coi nha. Lấy cái hộp này. Kéo re cái hộp đi. Bỏ đây. Để mình di chuyển cái này qua bên kia. Tay mình luyện thiết xa trưởng rồi, khủng khiếp thiệt chứ. Bỏ xuống đây, rồi mình sẽ cầm cái này qua bên này. Để cho chúng ta thấy cho nó rõ ràng, để nói ông dựng cảnh cái gì tùm la tùm lum nữa. Các bạn thấy không, dựng cảnh tùm la tùm lum, cái kẹp mát của nó nè. Các bạn thấy không, đây, mình đang nắm cái kẹp mát nó nè. Rồi, kẹp mát vô đây. Kẹp nó vô, hàng cái sắt hộp mỏng này kéo một đường miên man. Cho mọi người coi nha, xe chơi cái nha. Ghép đường này dài đi cho nó đã. Nhỏ chút xíu thôi, hàng đồ mỏng chỉnh lửa nhỏ thôi. Rồi qua đây mình sẽ hàng cho tất cả mọi người coi. Rất đơn giản, vậy cho nó rõ ràng nè, bon ngay ha. Rồi. Nghe tiếng nó ngọt như mía lùi quá thằng, thấy không? Mỗi hàng sạch sẽ luôn nè, đẩy tiếp đường nè. Đây là ton trắng kẽm đó nha, chứ không phải là ton đen đâu. Thấy không? Thấy con anh New 288L nó hàng nghe cái tiếng là thấy nó muốn ghiền không biết làm thấy đã không? Hàng là thấy đã lắm, dòng mình để chỉ có 117 thôi. Đó, bây giờ mình đoạn này nó đang hở ha, bắt đầu mình bon cho quý hàng coi nha. Bon thì mình sẽ lớn lửa chút. Rồi, nguyên một khúc này nãy giờ mình kéo rồi, giờ tới khúc này mình bon nha. Mời tất cả quý hàng theo dõi nè. Vô. Mình đã hàng nè, kéo nè, bon nè, rất là rực rỡ lòng em. Hàng nó ghiền đúng không? Cái mình giảm lửa nhỏ lại chút xíu đi. Kéo một đường nữa cho mọi người coi. Đó, hàng tới đâu ghiền tới đó. Hàng là ghiền, vô.
quý khách hàng đang theo dõi New 288 nè, New nè, mình đang vẽ chữ New nè, New 288 nha bên này nha. Nó từ 7,5 triệu nè, nay ngày lễ nè, mình sẽ giảm cho quý khách hàng 500.000 nè, New nè. New này không? Nó mình đang hàng chữ New 2 nè, 2. Tám nè, quá rực rỡ lòng em, giá giảm 500.000, New 288. Nhớ nha quý thằng nha, đăng ký kênh, bữa nay thứ hai ngày nghỉ, mình hút xác con máy này. Rồi, bây giờ mình dừng video nha quý thằng nha.